Theo khảo sát của The Season Club, thực hiện vào thời gian gần đây, 65% trong tổng số 1.012 người Việt Nam tham gia khảo sát đang sử dụng ít nhất là một ứng dụng hẹn hò. Trong đó, ứng dụng hẹn hò được ưa chuộng nhất là Tinder, 22%, kế đó là các ứng dụng nhắn tin Zalo, Telegram chiếm 21%, Facebook Dating chiếm 17%. Cũng theo báo cáo, số lượng tìm mối quan hệ hẹn hò và lâu dài chiếm khoảng từ 35-39%, mở rộng mối quan hệ là 34% và tình một đêm là 15%. Thị trường hẹn hò toàn cầu được đánh giá là thị trường tỷ đô. Đế chế Tinder đứng ngay sát những ông lớn như Google, Facebook, TikTok trên bảng xếp hạng các ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trong năm qua. Ở Việt Nam, với việc lối sống đô thị hóa nhanh, chuyển đổi số nhanh cùng dân số trẻ, thị trường hẹn hò đang được dự đoán tăng trưởng vượt bậc. Cần song phẳng, việc hẹn hò qua các ứng dụng thay vì bố mẹ dắt đi xe mặt là một giải pháp mới, phù hợp với điều kiện mới của thời đại. Cá nhân người viết cũng có bạn đã tìm được ý trung nhân và tiến tới hôn nhân nhờ ứng dụng hẹn hò. Nên, dùng ứng dụng hẹn hò, để tìm thêm bạn hay thậm chí để giải trí cũng không có gì đáng phán xét. Nhưng, những cạm bẫy như câu chuyện 10 tỷ đồng cho một ý tưởng gia nhập nhóm có nhiều mỹ nhân cần được cảnh báo và cả can thiệp nếu cần. Không xa, trước câu chuyện này, vụ việc của cựu đại úy Lê Thị Hiền hầu tòa vì thủ thuật ghi biểu nhờ các trang ứng dụng hẹn hò cũng là một ví dụ. Theo đó, người của Hiền đã thuê các cô gái trẻ đẹp lên các ứng dụng hẹn hò, hẹn gặp những chàng trai cô đơn trên mạng tới quán Hiền. Kể đó, các cô gái này sẽ gọi rất nhiều đồ đắt tiền ở quán, giúp quán đạt doanh thu. Rồi những hóa đơn khổng lồ sẽ được thanh toán bởi các thanh niên cô đơn nhẹ dạ tham gia buổi hẹn hò. Hay nghiêm trọng hơn, cách đây vài năm, một người phụ nữ đã bị giết cướp của trong căn chung cư sang trọng của mình. Cô đã hẹn với một người lạ mặt mới quen ở trên mạng qua nhà. Và cô đã hẹn nhầm một kẻ ham của máu lạnh.